Xin mời ba trọng tài. Ba trọng tài anh ạ. Một chính hai phụ. Trương Tiến Huy của trai, của xanh. Mời hai em đô vào theo lệnh chống xe đạp. Của trai luôn à? Trọng tài nhắc đô có đỏ chú ý này. Alo chuẩn bị gần một bắt đầu. Nổi mông đấy, cho nên là chúng tôi tranh thủ giải thích luật để các quý vị khán giả nắm được.